Em tên là Nguyễn Thị Diễm Thúy, lớp BB43. Em xin trình bày chủ đề lợn ngang châu Á có thể tạo ra Erythromycin, một loại kháng sinh phổ biến được dùng để điều trị các tình trạng nhiễm khuẩn. Ngao dầu là loài động vật thân mềm, hai mảnh vỏ trong họ ngao. Chúng phân bố ở các vùng biển Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Ở Việt Nam, chúng phân bố các bãi triều gần cửa sông ven biển miền Bắc và miền Trung. Chúng thường ở vùng triều vừa mình trong cát. Ngao là những loài biến nhiệt, báo lạnh, ăn lọc, không có khả năng chủ động kiếm mồi và chọn lọc thức ăn. Các yếu tố môi trường bên ngoài là những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động trao đổi chất, đạo mối hô hấp, khả năng sử dụng thức ăn của ngao. Thức ăn chính của ngao là các hoạt chất hữu cơ lơ lửng, tachylid và các vi sinh vật trong đất. Erythromycin là kháng sinh thuộc nhóm macrolide, có tác dụng phổ rộng. Erythromycin là kháng sinh được sử dụng trong điều trị dự phòng nhiễm khuẩn ngoại khoa, điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng da và mô mềm, điều trị nhiễm khuẩn trong nhãn khoa, nhiễm khuẩn gram dương còn nhạy cảm. Cho đến nay, loại kháng sinh này chỉ được tạo ra từ các chủng xạ khuẩn, hay còn gọi là nhóm vi khuẩn dân sơ. Mới đây, các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc đã phát hiện ra loại ngao cứng châu Á có thể tạo ra Erythromycin. Erythromycin được tổng hợp thông qua các tế bào giàu chất nhầy trong lớp bao bảo vệ bên ngoài của loại ngao này. Các nhà khoa học nghiên cứu phân tích sự biến đổi gen của ngao trước và sau khi nhiễm khuẩn. Từ đó, đã xác định được một gen có khả năng mã hóa enzym như một phần của quá trình tổng hợp Erythromycin của loài ngao này. Nó có khả năng chống lại các mầm bệnh vi khuẩn, mặc dù loài ngao này sinh sống trong một môi trường nhiễm vi khuẩn. Đặc biệt, cơ thể chúng cũng không có hệ miễn dịch sản sinh ra tế bào lympho thích nghi. Theo Zhang Win et al. 2011, đã phân tích được gen khác nhau của chất ức chế vi khuẩn từ ngao. Chất ức chế này có khả năng chống lại sự nhiễm trùng do vi khuẩn gây nên trên ngao, nâng cao khả năng miễn dịch. Đây là hướng nghiên cứu phòng trị dịch bệnh hữu hiệu. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có tài liệu nào khác liên quan đến việc khẳng định loài ngao cứng châu Á có thể tạo ra Erythromycin. Hy vọng về sau sẽ có nhiều nghiên cứu mới hơn để cung cấp cái nhìn sâu, mang tính đột phá về khả năng bảo vệ môi trường và miễn dịch của nhóm động vật không xương này.